Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thành ủy Lai Châu tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục giáo viên trên địa bàn của thành phố Lai Châu. Bệnh nhân nhi nhập viện tăng cao tại trung tâm y tế huyện Phong Thổ. Huyện Tân Uyên tích cực triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng để bảo vệ đàn gia súc gia cầm. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 15 tháng 8, Thành ủy Lai Châu tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn của thành phố Lai Châu. Dự khai mạc có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu và hơn 990 học viên là cán bộ, giáo viên thuộc 4 cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu chính là Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh tới các điểm cầu Trung tâm Hội nghị Văn hóa thành phố, phường Quyết Thắng và phường Tân Phong. Theo đó, lớp bồi dưỡng tập trung vào các nội dung như Nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương. Kế hoạch số 76 của Thành ủy Lai Châu về thực hiện kết luận số 21 về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình số 11 của Thành ủy về thực hiện nghị quyết số 09 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025. Định hướng đến năm 2030. Học tập chuyên đề năm 2022 về thực hiện trách nhiệm, nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên còn được thông tin thời sự của thành phố, tỉnh, cả nước và quốc tế nổi bật trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong hệ thống giáo dục thành phố, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và của thành phố, trang bị kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là phục vụ cho nhiệm vụ năm học 2022-2023. Gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Chính phủ trị giá là 6.600 tỷ đồng phải kết thúc trong tháng 8 năm 2022, thế nhưng nhiều địa phương đang có tỷ lệ giải ngân ở mức rất thấp. Theo báo cáo của Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến chiều ngày 14 tháng 8, vẫn có nhiều địa phương giải ngân dưới 10%, gồm Bình Định 0,47%, Nghệ An 0,95%, Vĩnh Long 1,06%, Bắc Ninh 1,57%, An Giang 1,7%, Quảng Ngãi 2,35%, Thanh Hóa 2,53%, Thái Bình 2,81%, Lào Cai 3,41%, Nam Định 3,69%. Đặc biệt, Phú Yên là tỉnh duy nhất chưa giải ngân. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay là gắn với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm với ngân hàng và phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước cho hay, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định các nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm. Điều này nhằm bảo đảm việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện, trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, không được bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm. Trong thời gian vừa qua, nhiều phản ánh về tình trạng một số nhân viên ngân hàng bắt buộc khách hàng phải mua bảo hiểm khi vay vốn, như chỉ giải ngân khi mua thêm gói bảo hiểm nhân thọ. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng ra soát toàn bộ hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp này. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng trở lại đây, khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị. Số lượng bệnh nhân này tăng gấp đôi, thậm chí là có thời điểm tăng gấp 3 lần so với những tháng đầu năm và cùng kỳ của năm trước. Các bác sĩ ở nơi đây đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để chăm sóc điều trị cho bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe. Theo số liệu thống kê của khoa nhi, trong tháng 7 năm 2022, khoa đã tiếp nhận 112 bệnh nhi. Số lượng bệnh nhi này đã tăng gấp đôi so với những tháng đầu năm và cùng kỳ năm trước. Đơn cử trong tháng 6 chỉ có 61 bệnh nhân vào khoa. Trước đó tháng 4 chỉ có 34 bệnh nhân vào khoa.
Bệnh nhân chủ yếu mắc các bệnh viêm họng, viêm amidan, viêm VA, viêm thanh quản và bệnh về đường tiêu hóa. Thời điểm này là thứ nhất là cái thời điểm mà giao mùa. Trẻ con nó chủ yếu là mắc viêm đường hô hấp trên là chính. Thứ hai là về vấn đề cả bệnh lý về đường tiêu hóa nữa. Nó là đi theo song song với nhau. Viêm đường hô hấp trên sẽ làm tiết dịch đờm và 1-2 hôm sau thì trẻ ra đi ngoài phân lỏng. Nguyên nhân ở đây chủ yếu là do virus. Virus này nó có tính chất là cả lây lan rất là nhanh. Trong một gia đình thì đa số là gần như là cả gia đình đều vào vì cùng một lý do, cùng một triệu chứng gần giống nhau hết. Viêm đường hô hấp trên chủ yếu là viêm họng đối với trẻ lớn, viêm amidan cùng với trẻ lớn. Trẻ nhỏ hơn dưới 6 tháng thì đó là viêm VA. Đấy, xong mà biến chứng đấy có thể để lâu mà mình không vào viện kịp thì sẽ đến viêm phổi, viêm phế quản và viêm tiểu phế quản. Nếu như để lâu đến viêm đường hô hấp dưới thì trẻ nó sẽ nguy hiểm hơn. Với tinh thần hết lòng vì người bệnh, các y bác sĩ trong khoa đã chăm sóc bệnh nhân tận tụy. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là khoa nhi chỉ có 7 y bác sĩ, trong đó có 4 điều dưỡng, thiếu 6 điều dưỡng nữa so với nhu cầu thực tế. Trong khi khoa nhi, phòng chật, các giường bệnh thì phải kê sát nhau, số lượng quạt thì ít, không đủ cho bệnh nhân. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo về công tác chuyên môn, động viên tinh thần để các y bác sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ. Về phía khoa nhi, chủ động xây dựng lịch trực đầy đủ, thường xuyên thăm, nắm bắt tình hình bệnh nhân, điều trị theo đúng phác đồ. Nhờ chăm sóc đúng cách, hầu hết các bệnh nhân sau vài ngày điều trị đều ổn định, sức khỏe, được trở về nhà. Bị ho, tiêu chảy, sốt. Đứa này bị ho, sốt. Bác sĩ khám, bác sĩ tia cho thuốc uống. Hiện nay thời tiết vẫn đang trong giai đoạn giao mùa, thay đổi liên tục. Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên cho trẻ em ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, giữ ấm cho cơ thể và mặc trang phục phù hợp theo thời tiết. Khi trẻ ra nhiều mồ hôi, bố mẹ cần dùng khăn khô lau cho con và thay quần áo, kết hợp thực hiện giữ khoảng cách, khẩu trang để phòng lây bệnh từ người khác. Khi thấy trẻ có biểu hiện là hắt hơi, sổ mũi, đau mỏi toàn thân, sốt cao liên tục, thì đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại huyện Phong Thổ thì hiện nay các cái bệnh liên quan đến đường hô hấp trên và bị tiêu chảy đang gia tăng ở các trẻ em. Và những căn bệnh nguyên nhân cũng như là các cái giải pháp đang được các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ thực hiện để đảm bảo các công tác khám chữa bệnh cũng như là chăm sóc các bé đang bị nhiễm bệnh về đường hô hấp trên cũng như là bị tiêu chảy. Từ năm 2016 đến hết năm 2021, toàn huyện Sìn Hồ có 752 cặp tảo hôn, chiếm tỷ lệ bình quân trên 44%. Độ tuổi tảo hôn của nữ giới từ 13 đến dưới 18 tuổi, nam giới từ 15 đến dưới 20 tuổi. Trong đó, tỷ lệ nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới, tập trung chủ yếu vào một số dân tộc thiểu số như dân tộc Mông và dân tộc Giao. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là do ảnh hưởng của những quan niệm, phong tục, tập quán vẫn còn tồn tại trong cộng đồng dân cư. Ý thức chấp hành của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người dân còn hạn chế. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền ở một số xã chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết. Công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các quy định của pháp luật hiệu quả chưa cao. Việc đưa nội dung cam kết liên quan đến hôn nhân và gia đình vào hương ước, quy ước chưa được thực hiện đồng bộ. Các chế tài xử phạt vi phạm trong hôn nhân chưa đủ sức răn đe. Phản ứng từ phía cộng đồng chưa đủ mạnh, cùng với đó là các địa phương chưa có các giải pháp cụ thể giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Triển khai chính sách tín dụng ưu đãi với người nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78 của Chính phủ. Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Thổ đã thực hiện triển khai 14 chương trình cho vay, bao gồm cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 167/33 của Chính phủ. Cho vay nhà ở xã hội đã giải quyết cho 51.911 lượt khách hàng được vay vốn với tổng số là 1.315 tỷ đồng, tổng thu nợ trên 804 tỷ đồng.
Thực hiện đề án phát triển cây quế trên địa bàn, từ năm 2015 đến nay, huyện Tân Uyên đã trồng được trên 3.000 ha quế, tập trung chủ yếu tại các xã Nậm Cần, Nậm Sỏ, Tà Mít. Cây quế sinh trưởng và phát triển tốt, một số diện tích đã cho thu hoạch cành lá để chiết xuất tinh dầu và cung ứng ra thị trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tỉnh Yên Bái. Thấy được hiệu quả kinh tế từ cây quế mang lại, nhiều hộ dân đã chủ động mua giống quế về trồng. Năm 2022, huyện Tân Uyên phấn đấu trồng 100 ha quế. Đến năm 2025, nâng tổng diện tích quế toàn huyện lên trên 3.500 ha. Xây dựng ít nhất từ 1 đến 2 sản phẩm ô cốp từ quế. Theo thống kê giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tháng 7 năm 2022 ước đạt 1.187,2 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu, điện sản xuất 1.227,5 triệu kWh, đá xây dựng 46.750 khối, chè khô các loại 2.065 tấn, gạch xây dựng 6,25 triệu viên, nước máy sản xuất 460.000 khối, xi măng 200 tấn. Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đôn đốc hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án và thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Do đó, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tập trung sản xuất theo kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt tốc độ tăng trưởng khá. Những năm vừa qua, cấp ủy chính quyền huyện Sìn Hồ đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa hệ thống thủy lợi, đảm bảo nguồn nước tưới cho các vùng sản xuất trên địa bàn, hạn chế được tình trạng bỏ hoang đất. Qua đó, bà con vùng cao có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các vùng chuyên canh cây công nghiệp, dược liệu, cải thiện hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập. Toàn huyện hiện có hơn 331 công trình thủy lợi, cơ bản đều là các công trình kiên cố, đã có thời gian dài phục vụ tưới tiêu. Từ năm 2021 đến nay, cấp ủy chính quyền huyện tập trung nâng cấp sửa chữa 10 công trình, làm mới 2 công trình, đưa công suất tưới tiêu đạt trên 1.500 ha, trong đó tưới tiêu cho diện tích lúa là hơn 698 ha, cây trồng khác 367 ha và một phần diện tích nuôi trồng thủy sản. Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực thì công tác tuyên truyền cũng như là tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý đóng vai trò rất quan trọng. Qua đó giúp người dân dần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, hạn chế sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Lai Châu đã chủ động tích cực tổ chức các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, nhân dân, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện xử lý các lỗi trực tiếp của người tham gia giao thông là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Đến thời điểm này, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Lai Châu đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 657 trường hợp, tạm giữ 163 phương tiện và 320 giấy tờ tùy thân, tiến hành xử phạt 565 trường hợp với số tiền trên 550 triệu đồng. Quá trình tuần tra kiểm soát thì đối với lực lượng công an giao thông thì tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì thường xuyên các cái lỗi người vi phạm là không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu và chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Thì trong cái cao điểm của công an thành phố thì cũng tập trung xử lý các cái trường hợp vi phạm và tuyên truyền cho người dân những cái đường lối chính sách, các cái quy định của pháp luật. Chính nhờ sự chủ động tích cực trong công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử phạt, nhắc nhở kịp thời, mà tình trạng người dân vi phạm giao thông đã giảm dần. Đặc biệt, mọi người luôn có ý thức rất tốt khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện phải có đầy đủ giấy tờ, bằng lái, phải đội mũ bảo hiểm, đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Cùng với đó, người dân cũng biết tuyên truyền cho người thân bạn bè cần tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước khi tham gia giao thông. Thứ nhất là để đảm bảo cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông trên cùng một tuyến đường. Thì thứ nhất là mình cũng phải tham gia giao thông phải đúng luật, quan sát kỹ. Và khi tham gia giao thông thì đảm bảo là mình không sử dụng những cái chất cấm mà gây ảnh hưởng đến thần kinh. Cùng với đó là khi mà tham gia giao thông phải đảm bảo được những theo quy định
của các cơ quan chức năng để tốt cho mình, tốt cho những người xung quanh cùng tham gia giao thông. Vâng, thưa bạn, thì theo đánh giá thì thời gian qua thì việc người dân trên địa bàn thành phố Lai Châu tham gia giao thông thì đa số đều tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên còn một số trường hợp là vi phạm do lỗi như là sử dụng nồng độ cồn, điều khiển phương tiện mà lạng lách đánh võng hoặc không đội mũ bảo hiểm hoặc không mang theo giấy tờ xe. Thì trong thời gian tới thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Lai Châu cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường do địa bàn quản lý. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nắng nóng xuất hiện liên tục làm tăng nhiệt khu vực chuồng trại, ảnh hưởng không nhỏ tới sức đề kháng của đàn vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Chính vì thế hiện nay huyện Tân Uyên đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng để bảo vệ đàn gia súc gia cầm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Như nhiều hộ gia đình chăn nuôi khác trên địa bàn của huyện Tân Uyên, hiện nay gia đình chị Trần Thị Việt ở bản Tân Bắc, xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên có gần 20 con trâu và bò. Thời điểm này do thời tiết nắng nóng nên gia đình chị cũng đã có những biện pháp chống nóng cho đàn vật nuôi. Qua đó thì chuồng trại được gia đình chị bố trí thoáng mát. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài, chị đã tăng khẩu phần thức ăn xanh cũng như là cho ăn làm nhiều bữa trong ngày để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi. Để chống nóng cho đàn trâu bò thì luôn để chuồng trại thoáng mát, thỉnh thoảng cho tắm, cho uống nước, sau này luôn có cỏ tươi, cỏ dự trữ. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn của huyện Tân Uyên đạt trên 281.000 con. Để chủ động ứng phó với những bất thường của thời tiết, bảo vệ sức khỏe của đàn vật nuôi, huyện Tân Uyên đã khuyến cáo chính quyền các xã thị trấn và người chăn nuôi cần chủ động tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi, phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng tuyên truyền, nhất là trên hệ thống đài truyền thanh các cấp về các biện pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi để người dân biết và thực hiện. Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn để hướng dẫn kiểm tra đôn đốc trong công tác phòng chống nắng nóng, kịp thời phát hiện các trường hợp phát sinh do ảnh hưởng của nắng nóng để hướng dẫn xử lý kịp thời, đồng thời cập nhật diễn biến của thời tiết, thông tin kịp thời đến các địa phương để người chăn nuôi biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi. Theo đó, đối với vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện thực hiện đảm bảo chuồng trại chăn nuôi và môi trường xung quanh luôn được sạch sẽ, thoáng mát, cao ráo, thích hợp đối với từng loại vật nuôi, thường xuyên tắm mát để giảm nhiệt cho cơ thể và phòng chống các bệnh ngoài da. Đồng thời theo dõi giám sát chặt chẽ tình trạng của đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện gia súc gia cầm ốm hoặc bị bệnh để cách ly, điều trị và xử lý kịp thời. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm theo đúng quy định. Trong cái thời gian nắng nóng thì trung tâm cũng phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Thứ nhất là tuyên truyền vận động các hộ gia đình sửa sang chuồng trại và để chuồng trại luôn thoáng mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Cái thứ hai nữa là bổ sung thức ăn, nước uống cho gia súc tránh và nóng. Theo dự báo, thời tiết sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt là có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ lên cao. Vì vậy, các hộ chăn nuôi cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp giải nhiệt, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi để tránh thiệt hại. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị cũng có thể theo dõi những chương trình đặc sắc khác trên kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu tại hai địa chỉ: trang fanpage và kênh YouTube chính thức của đài. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.